Thị trường sau một chuỗi những phiên giảm điểm rất là mạnh thì ngày hôm nay đã bắt đầu xuất hiện một cái phiên phục hồi với cái volume rất là tốt. Và đi kèm với đó là những cái cổ phiếu dòng mid cap cũng tăng điểm rất là mạnh. Thì liệu đây đã phải là cái vùng đáy của thị trường hay chưa? Đó. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái cách nhận diện thị trường khi nào nó sẽ kết thúc cái quá trình điều chỉnh. Đấy, quan điểm của em sẽ nhận diện giúp anh chị về cái việc thị trường kết thúc điều chỉnh chứ không nhận diện khi nào thị trường nó tạo đáy. Và bản thân em thì em nhận thấy là việc thị trường tạo đáy hay không nó không quan trọng bằng cái việc mà anh chị có thể tham gia vào cổ phiếu hay không. Đấy, thị trường nó có đủ an toàn để anh chị giải ngân hay không. Đấy, nó mới chính là cái vấn đề quan trọng. Giả sử anh chị biết thị trường nó tạo đáy đi, nhưng mà anh chị mua không đúng cổ phiếu thì anh chị vẫn lỗ. Có phải không ạ? Những cái giai đoạn mà thị trường quanh cái vùng mốc 1240 thì lúc đó rất nhiều anh chị biết vùng này vùng đáy rồi nhưng mà lại không chọn được những cái cổ phiếu tiềm năng, vẫn có cổ phiếu cắm đầu, ví dụ như là DIG. Đúng không ạ? Anh chị biết đây là vùng đáy rồi nhưng mà cổ phiếu DIG nó lại không tăng mà nó lại cắm đầu nó giảm. Thì đây chính là cái rủi ro cho cái việc mà anh chị lựa chọn sai cổ phiếu. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ giúp anh chị vừa chọn được cổ phiếu mà vừa biết được khi nào thị trường nó kết thúc điều chỉnh. Và em có một cái cách rất là hay, và nếu anh chị nào mà mình đang quan tâm thì nhớ xem hết cái video này. Đấy, vì trong video này đa phần là những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm của em tích lũy qua những năm tháng trên thị trường anh chị nha. Đó, nếu mà anh chị thấy hay nhớ nhấn giúp em một cái lượt like, và cũng đừng quên ủng hộ em bằng một cái quả tim ở phía bên dưới bình luận. Rồi, chúng ta bắt đầu anh chị nha. Thì ngày hôm nay thì đối với một cái thị trường, mình đi sơ qua về cái vận động của thị trường anh chị nha. Hôm nay thì em sẽ tập trung em phân tích về cái vận động và cái bản chất của thị trường. Đấy, em sẽ không phân tích quá nhiều về cổ phiếu đâu. Đấy, nên là anh chị nào mà mình đang quan tâm cổ phiếu thì anh chị có thể chờ đến cái video sắp tới. Nhưng mà cái video này sẽ là cái video nền tảng để mà giúp cho anh chị có thể lựa chọn được những cái cổ phiếu ha. Rồi, thì đối với cái thị trường hiện tại anh chị thấy cả một tuần đi. Không, tính từ 2 tuần trước anh chị nha. Tính từ 2 tuần trước đi. Thì anh chị thấy là thị trường vận động rất là chán nản và thật sự rất là khủng khiếp. Phải dùng từ rất là khủng khiếp anh chị. Bởi vì mở mắt ra là chỉ có giảm, giảm và giảm thôi anh chị. Nếu như mà nhìn trong một cái xu hướng ngắn thì thị trường vẫn đang trong một cái nhịp giảm, đúng không ạ? Đó, và em có một cái đây nè anh chị. Thì cái cách nhận diện thị trường kết thúc điều chỉnh anh chị ha. Thì thứ nhất á, nó sẽ đến từ cái tin tức đi. Anh chị để ý nè, cứ những lúc thị trường nó ra tin xấu, cứ những lúc thị trường mà nó ai cũng chê, ma chê quỷ hờn luôn anh chị, thì lúc đó thị trường rất dễ tạo đáy. Và anh chị có nhìn thấy được cái vấn đề gì không ạ? Ngày hôm qua ngày 23 tháng 7 nè, đấy thì chứng khoán sức ép bán tăng mạnh rất là xấu, đúng không ạ? Hoặc là cũng vừa ngày hôm trước, hôm thứ hai thì margin toàn bộ trên thị trường đấy bắt đầu căng rồi, bắt đầu xuất hiện những cái dư nợ rồi, đúng không ạ? Rất là lớn. Rồi nào là nợ xấu ngân hàng tăng rất là nhanh. Đây, và đây là thách thức của nhóm ngành ngân hàng. Mà anh chị hình dung đi, cái nhóm ngành ngân hàng vừa rồi là cái nhóm ngành mà nó giữ chỉ số của thị trường rất là tốt. Đột nhiên ngày hôm qua anh chị nha, đây nè, cái tin này nó vừa ra thôi. Tin này là đâu đó tầm khoảng 14 tiếng trước anh chị nha. Đấy, 14 tiếng trước. Cái này là lúc em có cập nhật lại. Tầm đó tầm khoảng, cách đây tầm khoảng mười mấy tiếng thôi, vài chục tiếng trước thôi anh chị. Thì anh chị thấy khi cổ phiếu dòng ngân hàng nó giảm, đột nhiên tin xấu nó lại xuất hiện. Anh chị có thấy là nó có một cái sự trùng hợp gì không ạ? Đấy, và em định nghĩa ở đây là tin xấu được bơm ra liên tục khi mà thị trường xuất hiện những cái nhịp giảm trước đó. Nó không xuất hiện ngay tại những cái vùng đỉnh đâu anh chị, mà nó sẽ xuất hiện sau khi mà thị trường nó tạo đỉnh. Tức là trước đó có một cái nhịp giảm rồi, và nó kích thích, nó đánh vào cái tâm lý nhà đầu tư cá nhân, những cái nhà đầu tư tổ chức, những cái dòng tiền thông minh. Họ muốn gom lại cái lượng hàng của những nhà đầu tư cá nhân đang chán nản, đang muốn rời bỏ thị trường. Bằng việc gì ạ? Đưa ra những tin xấu và để hợp thức hóa cái nhịp giảm đó. Họ đánh vào cái tâm lý của nhà đầu tư cá nhân là đang sợ hãi và hoảng loạn. Và thường khi mà tin xấu nó xuất hiện thì sao anh chị? Nhà đầu tư cá nhân đa số đều tháo chạy. Và khi mà tháo chạy như vậy thì sẽ kích hoạt cho một cái cú quét cục bộ. Em gọi nó là cái cú wash out. Và khi mà cú wash out này xuất hiện thì vùng đáy nó cũng gần kề rồi. Đó, thì anh chị nhìn qua những cái thông tin này, nó không có gì là mới lạ hết cả anh chị. Nhưng mà những tin tức này nó chỉ mới vừa nó xuất hiện thôi.
Đấy, những cái tin này thì em mới vừa cập nhật anh chị nha, nên là anh chị cứ yên tâm về cái mặt chính xác. Em thì em cũng rất là ít quan tâm về cái tin tức. Đấy, nhưng mà em lấy một vài cái ví dụ để cho anh chị nhìn thấy được là cứ thị trường giảm thì tin xấu nó sẽ được bơm ra rất là nhiều. Đó. Và nó giảm thì tin xấu nó bơm ra để làm gì ạ? Để nó khuếch đại cái sự sợ hãi của nhà đầu tư. Đấy, thì đó là về cái mặt tin tức. Khi mà anh chị thấy một cái thị trường mà nó tin tức càng nhiều, tin tức xấu nha anh chị, càng nhiều thì đó là một cái thị trường tốt. Đó. Thẳng thắn với nhau thì giai đoạn này là cái giai đoạn mà em đang chuẩn bị vào lại những cái mã cổ phiếu tiềm năng rồi anh chị. Và video ngày hôm nay là cái video để em chuẩn bị cho anh chị về cái cách mà em sẽ săn đủ những cái cổ phiếu trong giai đoạn sắp tới. Nên nếu anh chị nào mà mình muốn đồng hành với em thì anh chị cứ quét cái mã QR phía bên góc trái màn hình nha. Đấy, em sẽ hỗ trợ anh chị tham gia vào những cái cổ phiếu mà em cho là nó tiềm năng trong giai đoạn sắp tới thông qua cái nhóm cộng đồng của mình. Đây nè anh chị, đây là cái nhóm mà em hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư trong cái việc trao đổi và cũng như là hỗ trợ về những cái biến động trên thị trường. Rồi quay trở lại anh chị, thì tiếp theo là cái mục về phiên hồi kỹ thuật. Phiên hồi kỹ thuật thì ngày hôm nay nó bắt đầu nó xuất hiện rồi anh chị, nên là em có chia sẻ với anh chị trong cái nhóm cộng đồng. Đây nè. Đấy, thì đây là cái phiên phục hồi kỹ thuật. Thì anh chị thấy cái phiên ngày hôm nay nó cũng tương đồng với cái phiên phục hồi kỹ thuật, đúng không ạ? Có những cái cổ phiếu như là đất xanh này, nó tăng rất là mạnh. Hoặc là cổ phiếu gì nữa? Cổ phiếu Phát Đạt nè. Đó, hoặc là dòng chứng khoán thì có FGS. Những cái cổ phiếu mà nó vừa rơi sâu trước đó, nó đột nhiên nó bật tăng rất là mạnh. Thì đây chính là một trong những cái yếu tố để hình thành nên một cái phiên phục hồi kỹ thuật của thị trường chung. Đây, thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về cái lý thuyết đi anh chị. Đó. Thì phiên phục hồi kỹ thuật nó là một cái phiên bật tăng mạnh sau một cái phiên giảm điểm với cái khối lượng thấp trước đó. Một cái phiên giảm điểm khối lượng thấp trước đó nó cho thấy được một phiên giảm điểm với cái khối lượng thấp trước đó nó cho thấy được là trước đó dòng tiền nó không chủ động nó bán, mà nó kích hoạt cái sự sợ hãi trên nhà đầu tư. Nó bán nhưng mà cái khối lượng bán không nhiều. Thì nãy có anh hỏi em về cái việc là những phiên gần đây đúng không ạ? Thì bây giờ em cũng sẽ trả lời luôn. Đấy, thì đối với một cái thị trường mà nó giảm mà cái khối lượng nó thấp dần thì tại đây nó rất là gần với cái vùng gọi là vùng đáy rồi anh chị. Ok, sorry anh chị. Rồi thì khi mà nó giảm với cái khối lượng thấp dần thì nó đang cho chúng ta thấy được một cái dấu hiệu là nó gần tới những vùng đáy rồi. Anh chị nhìn nè, những cái phiên này nó bán với khối lượng rất lớn, nhưng mà về tới đây nó bán không có khối lượng anh chị, bán rất là thấp. Đúng không ạ? Đó. Thì những cái phiên bán này, khối lượng bán rất là lớn, nhưng mà càng về cuối cái quá trình bán thì sao ạ? Khối lượng nó bé tí. Thì đây chính là báo hiệu cho một cái thị trường nó cận cái vùng đáy rồi. Đó, và đây chính là một cái phiên phục hồi trở lại. Phiên mà nó bán mà nó không có khối lượng, nó có thể gọi là một cái phiên wash out. Đấy, nó loại bỏ những nhà đầu tư trong một cái nhịp giảm. Đó. Rồi, thì tiếp theo là về cái biên độ giao dịch trong cái phiên này. Biên độ là gì anh chị? Là cái độ tăng giảm trong phiên anh chị nha. Đấy, giao dịch lớn, đúng không ạ? Và thường nó sẽ có lực cầu tham gia vào ở phiên chiều và nó kéo rút chân tăng trở lại. Đấy, và thường sẽ có biên độ đóng cửa bằng 1/2 hoặc là 2/3 so với phiên giảm trước đó. Phiên ngày hôm nay nó đóng cửa không tới 1/2 hoặc là 2/3. Nhưng mà cũng cho thấy có một cái sự nỗ lực rồi. Đúng không ạ? Một cái sự nỗ lực ở đây là gì anh chị? Là những cái cổ phiếu dòng midcap, những cái cổ phiếu dòng chứng khoán, bất động sản, thậm chí là thép nè anh chị. Nó tăng rất là tốt. Nó rút chân nè anh chị. Đó, chân rút rất là dài. Đấy, DIG cũng vậy nè. Đó, Phát Đạt cũng vậy nè. Đó, rút chân rất là nhiều. Hoặc là FGS nè. Đó, SSI cũng vậy. SSI nó không rút. SSI nó vẫn giảm. VIX anh chị nha. Đó, VIX. Những cổ phiếu nào mà nó giảm trước đó rồi, bây giờ chỉ cần một tín hiệu phục hồi của thị trường thôi là nó bật như một con tôm. Đúng không ạ? Đó, nhưng mà lưu ý, anh chị lưu ý. Phiên hồi kỹ thuật này không phải là phiên mua. Và em có chia sẻ với anh chị trong nhóm cộng đồng luôn. Tại vì cái phiên này nó xuất hiện nhanh quá anh chị. Em cứ nghĩ là ngày mai nó mới xuất hiện, hoặc là ngày thứ sáu cuối tuần anh chị nó mới xuất hiện. Nhưng mà nó lỡ xuất hiện rồi. Đấy, nên là em có cập nhật với anh chị trong đây luôn. Phiên hồi kỹ thuật này không phải là phiên mua,
đúng không ạ? Và em có chia sẻ với anh chị đâu rồi, đây nè, đấy, thị trường này chưa vội đâu anh chị, đấy là một vùng, nó không phải là một phiên, và em vẫn chưa tham gia vào những cái cổ phiếu, đúng không ạ? Đấy, em có chia sẻ với anh chị trong nhóm này, thì đây là những cái chia sẻ của em đó, phân tích rất là bài bản và cụ thể cho anh chị, để cho anh chị có một cái góc nhìn và một cái luận điểm để mà mình theo theo dõi. Đấy, một cái thị trường mà nó nhạy cảm như này thì em biết là rất nhiều anh chị không biết phải hành động với thị trường này như nào. Thì đối với cái thị trường chung là nó như vậy anh chị, nó sẽ xuất hiện một cái phiên phục hồi kỹ thuật, nhưng mà cái phiên này nó không phải là phiên mua. Vậy thì chúng ta sẽ mua khi nào anh chị? Đấy, chúng ta sẽ dừng lại ở cái việc mà phân tích thị trường ở dưới ở đoạn này thôi anh chị nha. Bởi vì quan điểm của em là mình tham gia thị trường, mình mua vào cổ phiếu chứ không phải là mua chỉ số. Cho nên là mình sẽ mua vào khi mà những cổ phiếu trên thị trường nó có những dấu hiệu sau đây. Đấy, anh chị nhìn nha. Thứ nhất, chúng ta sẽ nhận diện thị trường kết thúc nhịp điều chỉnh bằng các cổ phiếu. Bằng các cổ phiếu. Đó. Tại sao lại bằng các cổ phiếu vậy em? Thì anh chị hình dung thị trường chung, chỉ số thị trường chung nó được cấu thành bởi chỉ số nhóm ngành. Và chỉ số nhóm ngành thì sao anh chị? Nó là tập hợp của các cổ phiếu trong ngành. Vậy thì khi mà chúng ta dùng cổ phiếu để mà nhận diện thị trường chung kết thúc điều chỉnh, nó sẽ hiệu quả hơn so với cái việc mà chúng ta đi dự đoán thị trường ngày mai nó tăng giảm như thế nào. Có đúng không anh chị? Những anh chị nào mà mình đánh những cái cổ phiếu kênh trên trong cái giai đoạn vừa rồi cùng em thì anh chị cũng sẽ biết cái điều này. Em chia sẻ rất là nhiều bởi vì những cái cổ phiếu kênh trên là những cổ phiếu nó thu hút dòng tiền. Và mình lựa chọn cổ phiếu kênh trên mình đánh, nó đồng thời cùng với thị trường như nào anh chị? Cùng với thị trường tăng giá. Và những cổ phiếu kênh trên đó là những cổ phiếu có động lực để khiến thị trường tăng, chứ không phải là những cái chỉ báo, những cái phân kỳ gì đó. Đấy, em không quan tâm những cái đó. Thì anh chị nhìn này. Đó, trên cái đồ thị của em nó rất là đơn giản. Nhiều lắm là chỉ có những cái đường MA này thôi anh chị nha. Đấy, MA thì em cũng ít khi nào em sử dụng lắm anh chị. Em chỉ sử dụng khi mà em so sánh với thị trường chung thôi. Mình sẽ so sánh cái sức mạnh tương đối của một cổ phiếu so với thị trường chung. Những cái cổ phiếu như là VIX này, anh chị thấy nó mạnh hay yếu? Theo em thấy là nó yếu. Bởi vì thị trường nó giảm không nhiêu hết, mà nó giảm nó cắm đầu, nó thủng nền, thủng đáy luôn. Đó, thì những cổ phiếu này nó yếu hơn so với thị trường. Đó, còn những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường như là BLX này, đó, nó rất là khỏe và nó vẫn giữ được trend, đúng không ạ? Đó, cổ phiếu gì? Những cổ phiếu đi ngang như là MB này. Đi ngang anh chị nha. Đó, đi ngang. Trước đó cứ nghĩ nó vào sóng nhưng mà không, nó đi ngang là được rồi. Đi ngang một hồi thì tích lũy đủ thì nó sẽ quay trở lại, nó tăng giá. Đó, thì trong tương lai thì em nghĩ là những cổ phiếu ngân hàng nó sẽ tiếp tục có sóng. Còn khi nào thì em chưa biết, bởi vì cái vùng này là một cái vùng nguyên nhân tích lũy khá là tốt của cổ phiếu này. Đó, mình thấy được nguyên nhân rồi, mình thấy được nguyên nhân của cổ phiếu ở hiện tại thì mình sẽ suy ra được cái tương lai của cổ phiếu nó sẽ như nào. Giống như là cái việc mà anh chị có những đứa bé đi, những người em, những người con, những người cháu đi, đúng không ạ? Đấy, đang trong cái quá trình ôn luyện thi đại học mà nó ôn luyện một cách miệt mài và tận tâm thì sao anh chị? Thì cái kết quả của nó như nào? Phải có cái sự xứng đáng, đúng không ạ? Còn cái đứa mà nó không học hành gì hết thì cái kết quả của nó như nào anh chị? Thì không đậu đại học. Đó, mình thấy được ở hiện tại thằng này nó có nỗ lực nè, thằng này nó có tích lũy nè, đó, thì trong tương lai nó sẽ tăng giá. Đấy, thì quay trở lại, à nãy giờ mình đi xa quá rồi anh chị. Quay trở lại ha. Đấy, thì dấu hiệu đầu tiên em muốn chia sẻ với anh chị để mà nhận diện thị trường chung kết thúc điều chỉnh, nó là nhiều cổ phiếu rơi sâu, nó bắt đầu tạo đáy trước thị trường chung. Đấy, em có một vài cái ví dụ để chia sẻ với anh chị đây. Thì nhiều cổ phiếu rơi sâu nó tạo đáy trước thị trường chung. Anh chị để ý cái sóng 2023 vừa rồi, cái sóng giảm, khi thị trường nó cắm đầu nó rơi này, thì những cái cổ phiếu bất động sản nó bắt đầu nó tạo đáy, đúng không ạ? Nó test hai đáy và nó bắt đầu nó đi lên cùng với thị trường chung nó tạo đáy. Đó, thì những cổ phiếu này nó là những cái cổ phiếu cũng rơi rất là mạnh trước đó, đúng không anh chị? Mà khi mà nó cân bằng được rồi thì nó là cơ hội để thị trường tạo đáy, để thị trường nó cân bằng và nó kết thúc điều chỉnh, đúng không ạ?
Đấy. Ngoài ra thì có cổ phiếu dòng thép như Hoa Sen. Khi thị trường rơi, cổ phiếu nó cũng rơi, nhưng mà nó tạo đáy trước thị trường và nó đang cho thấy cái sự phân kỳ với thị trường chung. Tức là nó đang nâng đáy dần lên cao hơn và mạnh hơn so với thị trường. Đúng không ạ? Đó, và lý giải cho cái trường hợp này là thì thị trường khi mà giảm, cổ phiếu giảm là một điều hết sức bình thường, đúng không anh chị? Và khi mà giảm đến một cái mức giá chiết khấu rồi, đến một cái mức giá nhất định, thì cổ phiếu nó sẽ ngưng cái đà giảm. Bởi vì sao ạ? Vì dòng tiền đầu tư đánh giá được cái vùng này là cái vùng tiềm năng để mà họ gom hàng, để mà họ tham gia vào cái cổ phiếu này. Cho nên là họ sẽ không đạp cổ phiếu nữa, mà họ sẽ bắt đầu tích lũy lại cái cổ phiếu, tức là gom lại cái cổ phiếu này anh chị nha. Đó, nên là anh chị sẽ thấy là thị trường có rơi nữa, nhưng mà những cái cổ phiếu này nó cân bằng được ở đây. Thì trong tương lai thị trường nó sẽ, trong tương lai gần anh chị nha, trong tương lai gần thị trường sẽ có đáy, thị trường sẽ kết thúc điều chỉnh. Đó, một vài ví dụ nữa anh chị nha, giống như là Nam Kim này. Đây, khi mà thị trường nó rơi rất là mạnh này, những cái cổ phiếu này nó test đáy rất là tốt, đúng không ạ? Và nó có một cái nhịp tăng. Hoặc là những cái cổ phiếu dòng chứng khoán như FTS này, đấy, đúng không ạ? Nó tạo đáy cùng với thị trường. Hoặc là CTS này, đấy, CTS nó cũng tạo đáy với thị trường. Nhưng mà anh chị để ý, những cái cổ phiếu nào mà nó rơi, mà nó cân bằng lại rồi, thị trường nó có giảm đi, cổ phiếu đó không giảm, thì sắp tới nó sẽ có một cái nhịp tăng. Giai đoạn này cũng tương tự như vậy, anh chị thấy thị trường nó đang trong một cái nhịp giảm, đúng không anh chị? Đó, những phiên gần đây nó liên tục giảm, nhưng mà DXG như nào ạ? DXG này, nó bắt đầu nó cân bằng đáy ở đây rồi. Nó có những cái phiên mà nó giảm không nhiều. Đó, và nó có dấu hiệu nó muốn tạo đáy quanh đây rồi. Đấy, thì những cổ phiếu này anh chị lưu vào danh mục của mình được ha. Ngoài ra thì còn cổ phiếu VIX thì sao? Anh chị thấy nó chưa tạo đáy được, đúng không ạ? Nó chưa cân bằng được. Những cổ phiếu này cho nó thời gian. Đó. Rồi cổ phiếu DIG cũng vậy nè, nó cũng có dấu hiệu cân bằng đây rồi. Đó. Hầu hết thì những cổ phiếu bất động sản tuần trước nó rơi trước, đúng không ạ? Thì bây giờ nó cân bằng rồi. Dòng chứng khoán thì đầu tuần nó mới giảm thôi, nên là nó cần thời gian ha. Rồi thì đó là dấu hiệu thứ nhất. Thị trường anh chị cứ hình dung, anh chị cứ nhớ cái quy luật cung cầu cơ bản thôi. Thị trường giảm là do gì anh chị? Là do những cái ông này nè, những cái ông bất động sản nè, đúng không anh chị? Những ông bất động sản cắm đầu, cắm mỏ nó rơi nè. DXG nè, đấy, nó cắm đầu, cắm mỏ nó thủng đáy nè anh chị. Thì sao ạ? Thì theo quy luật cơ bản là nếu như cổ phiếu này nó ngừng rơi, thì thị trường nó sẽ có đáy. Hay chi tiết hơn nữa là thị trường giảm là do không có dòng tiền mới tham gia vào, mà có dòng tiền cũ nó thoát ra. Vậy thì khi mà thị trường ngừng giảm thì sao ạ? Thì thị trường mới quay trở lại, dòng tiền mới quay trở lại cổ phiếu, mà dòng tiền cũ không thoát ra nữa. Dòng tiền cũ không thoát ra là tại đây nè anh chị. Là những cái vùng mà dòng tiền đầu tư họ đánh giá nơi này là cái vùng tiềm năng để gom hàng anh chị nha. Đó, mà nó gom hàng ở đây thì mắc cái gì mà nó phải bán ra nữa, đúng không ạ? Cho nên là gom hàng thì phải bỏ tiền vào gom. Đó. Thì dòng tiền mới họ tham gia vào, dòng tiền cũ không thoát ra, thì thị trường sẽ tạo đáy. Đơn giản không anh chị? Đấy, mình phân tích ở đây dựa vào những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm đơn giản nhất thôi. Nhưng mà nó lại hiệu quả. Như anh chị cứ ngồi phân tích, vẽ trendline rồi dùng chỉ báo này nọ, rất mất thời gian và chưa chắc là nó hiệu quả anh chị nha. Đấy, anh chị cứ gợi em những cái đồ thị mà nó có đường vẽ rất là nhiều. Em thì em rất là ít khi mà em vẽ trendline nhiều như vậy. Bởi vì khi mình xác định được cái xu hướng tăng của thị trường là trung hạn rồi, dài hạn trung hạn rồi, thì sao ạ? Thì mình cứ việc đi tìm kiếm cơ hội ở những cái nhịp điều chỉnh này thôi. Thị trường điều chỉnh trong pha tăng là cơ hội, không phải là rủi ro, anh chị nha. Đấy, rồi. Dấu hiệu thứ hai mà em muốn chia sẻ với anh chị, nó chính là các cổ phiếu kênh trên nó vào sóng. Anh chị nào còn nhớ cái nhịp thị trường nó điều chỉnh từ cái vùng 1250 về tới cái vùng 1100 mấy không ạ? Đây nè, 1160 đúng không anh chị? Lên quanh đây. Đúng rồi, 1170, 1160. Đấy. Thì quanh đây. Thì cái cách nào để mà em nhận biết được thị trường nó sẽ tạo đáy nó đi lên? Bằng cách những cổ phiếu kênh trên nó vào sóng.
những cổ phiếu kênh trên nó vào sóng. Đây nè anh chị. Đó. Thì kênh trên là có những cổ phiếu nào đây? Thứ nhất cổ phiếu VGI. Sóng VGI rất là mạnh. Bây giờ nó nát rồi anh chị. Nhưng mà trước đó nè, anh chị để ý nha. Khi thị trường nó cân bằng thì cổ phiếu VGI nó vào sóng, tăng giá. Hoặc là khi thị trường nó đang giảm thì FPT nó tăng. Đúng không ạ? Ở nhiều anh chị nói đây là sóng công nghệ. Cũng đúng. Nhưng mà em chỉ cần thấy cổ phiếu kênh trên nó có sóng là thị trường này nó an toàn. Và em mua cổ phiếu FPT ngay phiên này, mua VGI ngay cái phiên này. Đúng không ạ? Đó. Những cổ phiếu này là những cổ phiếu em đã từng đánh rồi, đã từng trải qua cùng với anh chị rồi. Mà anh chị nào mà mình đã đồng hành với em trong cái thời gian tầm khoảng 2 tháng trước đi, thì sẽ biết được những cái cổ phiếu này em đã từng đánh và đánh rất là mạnh. Đó, khi mà nhà đầu tư khác họ sợ hãi thì đó là lúc mà em đi tìm kiếm những cái cơ hội ở những cái cổ phiếu tương tự như này nè anh chị. Và sắp tới thôi, sắp rồi anh chị, thị trường mà có những cái cổ phiếu kênh trên này nó xuất hiện, em sẽ đánh vào nó. Đó. Và nếu mà anh chị nào mà mình quan tâm, mình tìm kiếm những cái cổ phiếu này, anh chị tham gia vào cộng đồng của em đi. Trong đây em sẽ chia sẻ cho anh chị không chỉ là về cái kiến thức đầu tư mà còn về những cái giá trị và cũng như là những cái cơ hội để mà anh chị có thể đồng hành cùng với em. Tức là mình đánh những cái mã cổ phiếu mà em đánh trên thị trường anh chị nha. Đó. Rồi, thì lý giải cho cái cổ phiếu kênh trên nó vào sóng này. Anh chị hình dung một cổ phiếu mà nó muốn vào pha tăng giá thì chứng tỏ tổ chức họ đang đánh hơi được là thị trường chung nó đang rất là an toàn để mà họ có thể bỏ ra một cái số tiền lớn mà tham gia vào cổ phiếu, tham gia vào cái quá trình đẩy giá của cổ phiếu đó. Đúng không ạ? À? Trước khi mà anh chị muốn đi xa thì sao? Thì anh chị phải kiểm tra coi là cái vùng đó, cái nơi đó nè, ví dụ anh chị đang ở thành phố Hồ Chí Minh, anh chị muốn đi Đà Lạt đi, đúng không ạ? À? Bằng xe gì? Xe hơi. Nhưng mà trong cái quá trình giai đoạn thời gian này đi, có thể là sẽ xuất hiện bão, đúng không ạ? À? Vậy thì anh chị sẽ phải tạm hoãn lại cái chuyến đi này sang một cái tháng khác mà nó bình yên hơn. Bởi vì khi mà anh chị đi xa thì anh chị sẽ gặp mưa, gặp bão và gặp rất là nhiều chuyện bất chắc. Nếu như mà anh chị không lường trước được hoặc là không tính toán trước được thì liệu anh chị có tham gia vào cái chuyến đi này hay không? Đúng không ạ? À? Cho nên là tổ chức khi mà họ đẩy giá cổ phiếu, họ cũng phải kiểm tra như vậy. Và khi mà kiểm tra xong rồi thì sao? Họ mới bỏ tiền vào, họ đẩy giá cổ phiếu lên. Đẩy giá cổ phiếu lên rồi thì đó là nơi mà thị trường nó an toàn. Đấy, rất là đơn giản anh chị nha, không có cầu kỳ phức tạp đâu. Và em dùng cái cách này để mà em đánh được những cái cổ phiếu VGI như là FPT trong cái giai đoạn vừa rồi. Đấy. Và một phần lý giải nữa nó chính là đa phần nhà đầu tư đều sợ hãi sau cái nhịp giảm của thị trường. Không ai dám mua cổ phiếu hết cả. Nhưng mà khi mà không ai dám mua cổ phiếu, khi mà ai cũng sợ hãi thị trường thì sao? Thì đây là thời điểm tốt nhất để mà cổ phiếu nó vào pha tăng giá. Có đúng không anh chị? Những anh chị nào mà trải qua cùng em với những cái sóng trước rồi, như là GVR đi, cái giai đoạn mà thị trường ảm đạm chán nản nè, anh chị nhớ cái phiên này không? Giảm có 15 điểm mà ông nào cũng hô hô bán tháo, hô tạo đỉnh, hô sập. Nhưng mà sau đó cổ phiếu nó vẫn tăng. Và em ăn trọn được cả cái con sóng này. Đúng không ạ? À? Khi mà nhà đầu tư khác còn sợ hãi. Tại sao sợ hãi anh chị? Không phải là sợ hãi mà nó là chán nản. Bởi vì thị trường trong cái giai đoạn tháng tháng 1 anh chị, cuối tháng 1 là nó tiệm cận cái thời gian Tết đúng không ạ? À? Tiệm cận cái thời gian Tết Tết âm. Đấy. Thì khi đó đa số người người Việt Nam của chúng ta đều đang bận bận rộn với công việc, bận rộn với những cái công việc trong gia đình. Đấy, mình sẽ ít quan tâm đến với thị trường. Nhưng chính những cái lúc mà nhà đầu tư lơ là nhất là lúc cổ phiếu nó vào sóng. Đấy, sau Tết ăn trọn cả con sóng này anh gì? Là DGC cũng vậy. Đúng không ạ? À? DGC nó quất cho một cái cây rất là mạnh và nó vào sóng luôn. Nhưng mà đâu ai nghĩ nó sẽ vào sóng ở phiên này đâu. Vì trước đó ai cũng nghĩ thị trường nó sập hết rồi, cái tăng này là bull trap, nhưng mà sau đó thì lỡ sóng, đúng không ạ? Sau Tết anh chị đâu thể nào mua được nữa vì nó tăng 10 15% rồi. Mua thì lại không có vị thế tốt. Thị trường nó lắc tí này. Đó, thì anh chị sẽ rớt hàng. Rồi, thì đó là một vài cái chia sẻ của em.
Tổng kết lại, em muốn chia sẻ với anh chị về cái cách nhận diện thị trường chung khi nào nó kết thúc điều chỉnh. Và em sẽ dùng những cái cổ phiếu để mà em nhận diện thị trường nó kết thúc điều chỉnh. Đó, cổ phiếu đó nó sẽ đến từ thứ nhất là những cái cổ phiếu rơi sâu này. Nó không còn rơi nữa mà nó cân bằng và nó tạo đáy. Thứ hai là gì anh chị? Thứ hai là cổ phiếu kênh trên nó có sóng, nó vào sóng, chứng tỏ thị trường nó an toàn để mà tổ chức họ đẩy giá cổ phiếu này lên. Đấy, rất đơn giản và nó cơ bản anh chị nha. Những cái chia sẻ của em tự tin để mà em nói với anh chị là những cái này là những cái mà nó không quá học thuật. Đấy, những cái ngôn từ mà em chia sẻ với anh chị nó rất là đơn giản và bình dị, đúng không ạ? Và nếu mà anh chị thấy những cái chia sẻ, những cái kiến thức này nó hay và nó hữu ích thì anh chị có thể áp dụng nó vào cái thực chiến trên thị trường. Hoặc nếu anh chị đang cần một cái người đồng hành với mọi người thì anh chị cứ tham gia vào cái nhóm cộng đồng của em trong cái link link Zalo này anh chị, cái mã QR anh chị nha. Anh chị quét cái mã QR phía bên góc trái màn hình để mà tham gia cùng em. Đây là cái nhóm hoàn toàn miễn phí em chia sẻ cho anh chị. Đó, dù anh chị đang đầu tư ở công ty nào cũng được, không cần phải tại VPS đâu, em vẫn sẽ hỗ trợ anh chị hoàn toàn miễn phí. Và nếu mà anh chị nào mà mình không biết cách tham gia đi, anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em qua cái số số Zalo, cái số điện thoại em có để trên màn hình. Đó. Rồi, thì lời cuối em muốn chia sẻ với anh chị, thị trường này là một cái thị trường cơ hội, khi nó giảm thì là lúc anh chị cần phải tìm kiếm những cái mã cổ phiếu để mà anh chị đánh. Chứ không phải là ngồi hô thị trường sập, thị trường bán tháo rồi bỏ chạy. Những nhà đầu tư mà vẫn còn đang ngồi đây để mà xem hết cái video này là những nhà đầu tư em tin chắc là trong giai đoạn sắp tới sẽ kiếm được tiền. Bởi vì sao ạ? Vì em cũng từng là anh chị. Em cũng từng là những anh chị nhà đầu tư ngồi ở đây rồi. Em từng mất tiền và em không biết lý do vì sao em mất tiền, cho nên là em phải học và em trải nghiệm. Em học và em trải nghiệm để mà em hình thành nên một cái phương pháp. Và chính phương pháp này em ngồi đây và em chia sẻ lại cho anh chị. Nên nếu anh chị thấy những cái chia sẻ của em nó hay, anh chị nhớ nhấn giúp em một cái lượt like, cũng như là đừng quên đăng ký kênh cho cái video này. Đó. Và nếu mà hay hơn nữa thì anh chị hãy giúp em bình luận phía bên dưới về cái cảm nghĩ của anh chị sau khi mà xem xong video ngày hôm nay ha. Rồi, rồi một cái lời quan trọng hơn nữa là những cái kiến thức này nó dựa trên những cái kinh nghiệm đầu tư cá nhân của em và cũng như là nhà đầu tư nếu mới tham gia vào thị trường thì em vẫn khuyến khích anh chị nên có những cái trải nghiệm thực tế để mà mình hiểu được cái mức độ rủi ro và cái lợi nhuận có thể đạt được. Đó. Và hơn hết anh chị nha, hơn hết là những cái khuyến nghị anh chị mà có nghe ở những cái người tư vấn nào đi thì nó cũng chỉ là khuyến nghị đầu tư. Đó. Anh chị không nên tin hoàn toàn và cũng như là không nên all in. Đấy, mình phải có phương pháp và phải có cái sự kiểm định. Đấy, chứ không phải là ai nói gì mình cũng tin đó. Kể cả em cũng vậy. Em nói sai, em nói đúng gì đó, không quan trọng. Quan trọng là anh chị phải phải là người tự kiểm định được nó có phù hợp với mình hay không. Đó, có thể là đối với cái kiến thức của em sẽ không phù hợp với những anh chị nào mà mình đánh cơ bản, đúng không ạ? Hoặc là sẽ không phù hợp với những anh chị nào mà mình đánh T cộng chẳng hạn. Đấy, nhưng mà quan điểm của em là mình chia sẻ dựa trên những cái mà mình có và nó phù hợp với những anh chị nào mà mình muốn đánh sóng với em. Đó. Ngoài ra thì trong cái chuỗi series lần này thì em còn chia sẻ với anh chị về cái cách thiết lập cái danh mục sao cho nó hiệu quả nhất. Đấy, thì trong cái video gần nhất em có chia sẻ với anh chị rồi, nên nếu anh chị nào mà mình chưa xem á, mình có thể xem lại. Đây là cái cách mà thiết lập danh mục đầu tư hiệu quả nhất. Đó, và em cũng nhận thấy được có rất nhiều anh chị đang quan tâm về cái nội dung này. Và nếu mà anh chị thấy những cái chia sẻ của em về cái chuỗi series chia sẻ kiến thức đầu tư cho anh chị nhà đầu tư mới thì anh chị thấy hay, anh chị hãy để lại giúp em số 2. Đó, số 2 giống như cái video này ha anh chị. Đấy. Nếu mà thấy hay, để lại giúp em số 2. Đó, em sẽ rất là biết ơn về những cái nỗ lực cũng như là những cái sự ủng hộ của anh chị sau mỗi video. Đấy, những cái like, những cái bình luận của anh chị sẽ là những cái đóng góp giúp cho em ra những cái video nó chất lượng hơn anh chị nha. Rồi thì không để mất thời gian hơn nữa thì em sẽ kết thúc video này. Nếu mà anh chị nào mà mình còn những câu hỏi gì đi, anh chị có thể để lại bên dưới bình luận. Hoặc là
quan tâm về cái vận động của thị trường hơn nữa thì anh chị cứ tham gia vào cái nhóm cộng đồng của em để mà anh chị nhận được những cái sự hỗ trợ sớm nhất từ em ha. Đây, đây là cái nhóm mà em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, nên là anh chị đừng có ngại gì hết cả. Cứ vào đi, thấy cái gì hay, lôi về mà học. Đó, lôi về áp dụng. Đấy, hiệu quả thì sao ạ? Thì về đây, nhấn giúp em một cái nút like, hoặc là bình luận giúp em một cái lời cảm ơn chẳng hạn. Đấy, thấy hay thì cứ lấy về mà học, áp dụng anh chị nha. Rồi, chào tạm biệt anh chị nhà đầu tư. Phiên giao dịch ngày hôm nay theo em đánh giá thì nó cũng chẳng có gì mới mẻ hết cả anh chị. Chủ yếu là nó đang cho thấy một cái dấu hiệu biến động, chững lại thôi, chững lại trong một cái nhịp, trong một cái nhịp giảm. Còn hiện tại thì cái dấu hiệu thứ hai, những cái cổ phiếu dòng kênh trên anh chị, nó chưa có dấu hiệu tăng giá. Ngoài ra thì BLX thì anh chị có thể chú ý được, ngày mai có thể nó sẽ tiếp tục nó tăng, nhưng mà chúng ta phải phải đánh giá xem là nó có vào sóng tiếp hay không. Đó, hoặc là OI cũng vậy nè, nhiều cổ phiếu lắm anh chị. OI hôm nay cũng rút chân rất là đẹp, nó lên nó chỉnh, nó lên nó chỉnh, chủ yếu lên và nó chỉnh thôi, nhưng mà nó vẫn đang trong một cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Đó, rồi thì một vài cái cổ phiếu kênh trên, nếu như mà trong giai đoạn sắp tới nó xuất hiện điểm mua thì em sẽ cập nhật cho anh chị trong nhóm cộng đồng, nên anh chị nào mình chưa vào nhóm thì tranh thủ vào nhóm anh chị nha. Rồi, chào tạm biệt anh chị và chúc anh chị có buổi tối an lành bên gia đình và người thân của mình nha.